Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng yếu ớt. Có người bình luận rằng trong số lời thủ tướng gần đây, ông chính là người làm cho vị trí thủ tướng trở thành yếu nhất. Sự thực thì đúng như vậy, không như các thủ tướng khác khi nhậm chức được báo chí ca ngợi, có hành động việc gì là báo chí cũng xúm vào tung lên. Ông chính dường như chẳng được mấy báo chí thích thú, đặc biệt là những báo chí phía Nam vốn có nhiều nhà báo ảnh hưởng tới dư luận. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Ông Chính đi lên từ trưởng ban tổ chức Trung ương, nhảy phát sang làm Thủ tướng. Không như thường lệ gần đây là các Phó Thủ tướng thường trực sẽ làm Thủ tướng. Việc ông được chọn làm Thủ tướng rất bất ngờ cho đến tận phút chót của Trung ương 15, 16, khóa 12. Trước đại hội đảng vài ngày mới chốt được người. Từ Phó Thủ tướng thường trực đến làm Thủ tướng có được đội quân trong chính phủ, có được những mối quan hệ với các doanh nghiệp khác nhau. Đó là những thuận lợi. Ông Chính không có được những mối quan hệ như thế. Chúng ta thử điểm lại các đời Thủ tướng tính từ thời ông Võ Văn Kiệt là thần tượng của các anh nhân sĩ miền Nam, cho đến thời ông Phúc có những gì giống nhau. Ông Kiệt có con là Đại Tư sản Hiếu Lân, tức là Lân Anh, với những lô đất đắc địa ở khắp nơi. Ông Khải có Hoàng Ti, cũng là Hoàng Tư sản, đang sở hữu khách sạn vài chục triệu euro ở nước ngoài. Ông Dũng thì có Thanh Phượng, chủ ngân hàng, chứng khoán, vân vân. Ông Phúc thì có vợ con khủng như thế nào thì rõ, chẳng cần nói thêm. Bốn ông thủ tướng trước đều là có con, tuy giàu có khác nhau, làm ăn khác nhau, nhưng cũng đều là đại gia cả. Đây là hình ảnh cựu Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Chính có vợ con làm gì? Cái này chẳng ai biết, chẳng ai nghe thấy vợ con ông làm chủ tập đoàn, khách sạn, nhà hàng như bốn ông kia cả. Chuyện đó là bây giờ, còn sau này vợ con ông làm ăn gì thì sau mới biết. Ông không nói phét như nhiều các ông khác với khuôn mặt nhầu nhĩ như đau khổ. Ông ca cẩm khó khăn chỗ này, chỗ kia. Khác hẳn với các đời trước chỉ vạch ra những cái hay, còn cái xấu kệ cho người sau kế nhiệm. Ông Chính đến làm Thủ tướng là kể lể khó khăn hiện tại của đất nước ngày. Hồi làm bí thư ở Quảng Ninh sang thăm Trung Quốc, ông Hồ Hởi nói rằng đến đây như được về nhà. Quảng Ninh phát triển, đường xá thông thoáng với Trung Quốc, cộng với câu nói của ông, ai cũng thấy ông có thiện cảm với Trung Quốc. Đây là điều mà đại đa số người Việt Nam không thích. Thế nhưng người ta lại không nói đến ý định thành lập đặc khu Vân Đồn là của ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trương Hòa Bình, mặc dù nhân dân phản đối dữ dội, nhưng chẳng ai nêu tên những người tích cực thúc đẩy thành lập đặc khu này. Đây là hình ảnh Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính tiếp ông Hồ Xuân Hoa, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, Trung Quốc. Trong hàng ngũ ủy viên Trung ương Đảng chỉ có 5 người Thanh Hóa, bao gồm ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng, ông Hưng là Bí thư Thanh Hóa, ông Long là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Tuấn là Bí thư Bắc Ninh, ông Quang, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Nếu xét về phe cánh địa phương thì gần như ông Chính không có chức thực lực nào cả. Chưa từng làm bên chính phủ, không có phe cánh địa phương lẫn những nơi ông kinh qua như Bộ Công an, tỉnh Quảng Ninh, Ban Tổ chức Trung ương, không có vợ con năng động để làm ăn, kết nối thỏa thuận, dàn xếp các thương vụ hay kế hoạch hoặc giao thiệp với giới truyền thông. Không những ông yếu sẵn, mà nếu như ông không chiều theo ý những tập đoàn có gắn kết lợi ích với quan chức trong bộ máy, ông còn bị các nhóm lợi ích liên thủ tấn công là điều đương nhiên. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người đang bỏ trốn lệnh truy nã của Bộ Công an Việt Nam, được cho là có mối quan hệ đến ông Phạm Minh Chính khi ông đang làm bí thư tỉnh ủy ở Quảng Ninh. Hàng ngũ phó thủ tướng của ông bị đảo lộn khi ông nhậm chức chưa đầy 2 năm. Ông Thành thì bị bệnh, mất tích. Ông Minh, ông Đàm thì bị mất chức. Bộ máy chính phủ của ông bất ổn như vậy, ông yếu thêm cũng là thường. Đã thế, bao nhiêu năm công tác đảng không sao, vừa lên thủ tướng thì Bộ Công an khơi luôn vụ IC của hơn 10 năm trước, hướng đến quan hệ của ông với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Chưa thủ tướng nào mới lên mà đã bị Bộ Công an xới lên chuyện xưa để nhằm hạ bệ sớm như vậy. Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận của người buôn gió qua phần trình bày của Trung Khoa.de. Với bản tin Thủ tướng yếu ớt phần 1. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin
Quốc hội, Bộ Tài chính đè chính phủ, doanh nghiệp phát hành trái phiếu đến hạn thanh toán lớn nhất là Novaland của ông chủ Bùi Thành Nhơn. Và doanh nghiệp này đang không có khả năng thanh toán đúng hạn những trái phiếu mà họ đã phát hành. Đây là hình ảnh ông chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn. Bộ Tài chính và Chính phủ trình phương án cho các doanh nghiệp không được thanh toán được trái phiếu bằng tiền thì được thanh toán bằng tài sản khác. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng kiến nghị cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu được giãn nợ 2 năm cho những trái phiếu đã đến hạn. Bộ trưởng Tài chính bây giờ là Hồ Đức Phước, người Nghệ An, cũng như ông Vương Đình Huệ. Ông Phước cũng trả lời qua thời kỳ làm ông Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trước đó mấy ngày, ông Huệ cũng đã phát biểu đầy vẻ oán thán về tình cảnh chứng khoán, bất động sản, đóng băng. Dường như ông bất mãn cho rằng việc xử lý những doanh nghiệp chứng khoán, bất động sản sai phạm vừa qua là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán, bất động sản bị đóng băng. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ. Nguyên văn phát biểu của ông Huệ hôm bế mạc kỳ họp ngày 9 tháng 1 năm 2023 của Quốc hội, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản sau những biến động mạnh, bộc lộ rủi ro, vi phạm, buộc phải xử lý lại rơi vào nguy cơ đình trệ, đóng băng. Trong khi đó, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế còn hạn chế, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, yêu cầu các cấp, các ngành và đơn vị doanh nghiệp và người dân cần quán triệt, bám sát các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, cũng như nghị quyết 68 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Và câu hỏi đặt ra là nghị quyết 68-2022 của Quốc hội nói gì mà ông Huệ lại nhắc như vậy? Nghị quyết đó có đoạn phấn đấu hoàn thành việc phê duyệt các quy hoạch còn lại trong hệ thống quy hoạch quốc gia theo luật quy hoạch trong năm 2023, rà soát để giải quyết các vướng mắc trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các địa phương. Thật trùng hợp là Novaland là tập đoàn vướng rất nhiều pháp lý nhất. Có đến 14 dự án của tập đoàn này đang vướng mắc pháp lý và một số chưa được cấp sổ hồng, sổ đỏ. Novaland đang đòi hỏi chính phủ phải cho giãn nợ trái phiếu và nhanh chóng chỉ đạo địa phương cấp sổ hồng, sổ đỏ cho những bất động sản trong 14 dự án của tập đoàn này. Trong các dự án của Novaland có dự án như Aqua City ở Đồng Nai đang được báo chí và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội lên tiếng đòi hỏi chính phủ phải tháo gỡ cho Novaland. Thậm chí trong cuộc họp ngày 17 tháng 2 mới đây, chính phủ, ông Bùi Thành Nhơn đã nêu đích danh cần phải chọn Aqua City là thí điểm cho việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bây giờ câu hỏi lại đặt ra rằng chính phủ có lỗi gì trong dự án Aqua City mà phải đi tháo gỡ theo yêu cầu ngang ngược của ông Bùi Thành Nhơn và sức ép của Bộ Tài chính, Quốc hội? Chính phủ không có lỗi gì cả. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính. Lỗi ở Novaland muốn bán dự án thu tiền khi mà dự án chưa xây dựng. Nhiều năm trở lại đây, việc bán trước nhà ở dự án đang hoặc sắp xây dựng rất phổ biến. Novaland làm dự án Aqua City cũng vậy, nhưng quy định muốn bán dự án như thế theo luật thì phải có ngân hàng đứng ra bảo lãnh. Nếu người đọc chỉ đọc báo, đọc các thông tin trên mạng xã hội mà Novaland đã bỏ tiền ra mua chuộc, thì các bạn sẽ nghĩ rằng chính quyền Đồng Nai làm sai, chính quyền Đồng Nai làm khó cho Novaland. Chính quyền Đồng Nai không hề sai, họ chỉ làm theo đúng luật. Sở Xây dựng Đồng Nai được PVcombank cho biết, kể từ ngày được cấp cam kết tín dụng đến nay, công ty thành phố Aqua chưa cung cấp hồ sơ để thực hiện thẩm định, đánh giá, xét duyệt cấp tín dụng. Vì vậy, ngân hàng không thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho công ty thành phố Aqua với việc bán, cho thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai của 752 căn biệt thự trên. Phía PVcombank cũng xác nhận với Vietnam Express, ngân hàng từng cam kết cấp tín dụng kèm điều kiện về pháp lý cho dự án Aqua City, nhưng chủ đầu tư không cung cấp đủ hồ sơ. Do đó, ngân hàng này quyết định không bảo lãnh cho dự án nữa. Theo luật kinh doanh bất động sản và nghị định 99, một trong những yêu cầu quan trọng để đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai là dự án phải có bảo lãnh của ngân hàng về nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư và có văn bản của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Vì không có điều kiện này nên Đồng Nai đã hủy công nhận 752 căn biệt thự đủ điều kiện bán hàng. Đây là hình ảnh trụ sở của Novaland. Phía Novaland đã dùng báo chí kêu gào rằng dự án của họ đã hoàn thiện đến 92% rồi, khách mua là giao nhà, không cần ngân hàng bảo lãnh gì cả. 92% là do Novaland nói. Giả sử Đồng Nai cho công nhận bán
thì chỉ 1-2% chưa xong thôi. Lúc đó khiếu kiện đông người, tố cáo Novaland thiếu trách nhiệm, chưa xong thang máy, dân tình thì phải đi bộ, thì ai đứng ra giải quyết đây? Chả lẽ lúc đó lại dùng công an giải tán tập trung đông người, bắt một số người vì tội gây rối trật tự công cộng hay sao? Cũng đừng quên, nếu như dự án Aqua City của Novaland mà ngon như báo chí và họ nói, thì ngân hàng cũng chẳng dạy gì mà không đứng ra bảo lãnh cả. Cớ sao phải chối từ? Thái độ của Bộ Tài chính và Quốc hội và một số tờ báo rõ ràng đang muốn gây áp lực buộc chính phủ phải giải cứu cho Novaland. Muốn chính phủ phải lách luật, tạo ra những ưu đãi để Novaland vượt qua khó khăn do chính Novaland tạo ra cho bản thân họ. Như thế có phải là dấu hiệu lợi ích nhóm tác động chính sách để giúp đỡ doanh nghiệp một cách không công bằng hay không? Quý vị vừa nghe bài bình luận của Người Buôn Gió qua phần trình bày của Trung Khoa, Thời báo.de. Với bản tin Quốc hội, Bộ Tài chính đè chính phủ, quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.